Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam sẽ lựa chọn tứ trụ hay tam trụ cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây như thế nào? Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2021, chỉ khoảng 8 tháng tính thời điểm này. Thời gian còn lại trong năm nay sẽ là khoảng thời gian cho một loạt các cuộc họp để hoàn tất các kế hoạch cho đại hội, bao gồm cả việc lựa chọn đại biểu và các ứng viên cho Ban chấp hành Trung ương. Vấn đề đáng quan tâm chính là ai sẽ là người lãnh đạo Việt Nam trong tương lai, ai sẽ là Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội sắp tới. Ban chấp hành Trung ương vừa có hội nghị Trung ương 12 từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 năm 2020, ưu tiên việc hoàn tất các quy định liên quan đến các tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự. Bộ Chính trị sẽ xem xét những kiến nghị và các bước quan trọng trong quá trình lựa chọn người lãnh đạo tại hội nghị 13 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Vậy những lãnh đạo Việt Nam thường được gọi là tứ trụ được chọn lựa ra sao? Câu trả lời phức tạp vì nó liên quan đến các quy định hiện hành và quá trình lựa chọn nhiều bước. Ban chấp hành Trung ương hiện thời sẽ được đưa ra một danh sách các ứng cử viên cho các vị trí lãnh đạo trong Ban chấp hành Trung ương do Bộ Chính trị chuẩn bị, bao gồm cả những đề nghị cho những người được đề cử để xem xét cho 4 vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình bầu chọn sẽ được tiến hành như sau. Các đại biểu của Đảng từ các tỉnh, thành, quân đội và các quan chức đang nắm giữ các vị trí cấp quốc gia trong Đảng và chính quyền Trung ương sẽ bỏ phiếu cho một danh sách các ứng cử viên đã được Ban chấp hành Trung ương khóa hiện tại chấp thuận. Sau khi Ban chấp hành Trung ương khóa mới được bầu chọn, các ủy viên của Ban sẽ bầu chọn các người được đề cử cho các vị trí trong Bộ Chính trị, bao gồm cả việc lựa chọn một trong những ủy viên của Ban làm Tổng Bí thư mới. Sau Đại hội 13, Tổng Bí thư sẽ triệu tập một cuộc họp của Bộ Chính trị để quyết định giao công việc cho các ủy viên, bao gồm cả việc ai là người sẽ được chọn làm Chủ tịch, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Những cái tên của những người được đề cử sẽ được đưa ra Quốc hội để phê duyệt chính thức. Các quy định và thông lệ của Đảng yêu cầu các ủy viên Bộ Chính trị, những người có tuổi đời quá 65 tuổi đã phục vụ 2 nhiệm kỳ phải nghỉ hưu. Chỉ thị số 35 CT trên TVK được Bộ Chính trị ban hành xác định năm 2020 là hạn để quyết định độ tuổi hợp lệ cho các ứng viên cho một trong 4 vị trí tứ trụ. Các cá nhân được lựa chọn cho một trong 4 vị trí tứ trụ phải phục vụ đủ một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị và đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể liên quan đến công việc cụ thể của họ. Quyết định của Đảng cho phép miễn trừ tiêu chuẩn tuổi nghỉ hưu đối với những trường hợp ngoại lệ. Thông lệ của Đảng đã cho phép duy nhất một trường hợp ngoại lệ trong quá khứ đối với vị trí Tổng Bí thư và theo quy định 214 của Đảng tháng 2 năm 2020, chỉ có Ban chấp hành Trung ương mới có quyền phê duyệt những ngoại lệ. Tuy nhiên, có một nhân tố phức tạp do Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Đảng đã đồng ý cho phép ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch nước. Đây là một quyết định chưa từng có. Ông Trọng sẽ nghỉ hưu sau khi hoàn tất nhiệm kỳ của mình vào tháng 1 năm 2021 tới đây. Với tuổi tác và sức khỏe của mình, rất khó có khả năng ông Trọng sẽ ở lại vị trí Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ hai. Tam trụ sẽ trở về với vị trí của tứ trụ. Ai sẽ đủ tiêu chuẩn được lựa chọn vào vị trí lãnh đạo? Tại Đại hội 12, 19 ủy viên Ban chấp hành Trung ương đã được bầu vào Bộ Chính trị, bao gồm 3 nữ. Sau đó, Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đã bị khai trừ và Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời. Trong số 17 ủy viên còn lại, 8 người sẽ quá tuổi 65 và do đó sẽ nghỉ hưu, bao gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Hòa Bình. Danh sách các ứng viên tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo hàng đầu có thể giảm mất 2 người. Đó là Đinh Thế Huynh đang bị bệnh và Hoàng Trung Hải đã bị kỷ luật. Ngoài ra có tin đồn chưa được kiểm chứng là Võ Văn Thưởng, người trẻ nhất trong Bộ Chính trị hiện đang ở độ tuổi 49, cũng sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ này vì lý do cá nhân.
Các vị trí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và các Chủ tịch Quốc hội cho nhiệm kỳ tới chỉ có thể được bầu chọn từ những ủy viên còn lại đáp ứng tiêu chuẩn thuộc Bộ Chính trị, những người đã phục vụ đủ một nhiệm kỳ. Vì vậy, chỉ còn lại 6 người trong Bộ Chính trị gồm có 5 nam và 1 nữ, không bao gồm Võ Văn Thưởng. Những người đáp ứng tiêu chuẩn cho việc bầu chọn vào các vị trí lãnh đạo hàng đầu bao gồm có Tô Lâm, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh và Nguyễn Văn Bình. Quá trình lựa chọn cuối cùng cho 4 vị trí hàng đầu sẽ chịu ảnh hưởng bởi các quy định của Đảng, quy định về ngoại lệ, thông lệ của Đảng rằng Tổng Bí thư phải là người miền Bắc và là người có lý luận và phải có đại diện là nữ. Theo quy định 214, Tổng Bí thư cần phải có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ và các lãnh đạo cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm. Các cán bộ cấp chủ chốt, Tổng Bí thư phải kinh qua hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương tham gia Bộ Chính trị ít nhất một nhiệm kỳ trở lên. Với chức danh Tổng Bí thư, nếu một ngoại lệ được chấp thuận thì có khả năng cao là ngoại lệ sẽ cho trường hợp ông Trần Quốc Vượng và ông ta sẽ là Tổng Bí thư tiếp theo vì lý do kinh nghiệm. Ông Vượng có kinh nghiệm ở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan trung ương đảng, nơi ông là Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương 2011, Ban Bí thư từ tháng 5 năm 2013 và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 2016, Thường trực Ban Bí thư từ tháng 3 năm 2018. Ông Trần Quốc Vượng sinh ở Thái Bình, ông là cánh tay phải của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra. Tuy nhiên, có một nhân tố cần phải xem xét, đó là tuổi của ông Vượng và sức khỏe của ông. Ông Vượng sẽ 67 tuổi vào năm 2021 và 72 tuổi vào Đại hội 14. Liệu ông ta sẽ là Tổng Bí thư một nhiệm kỳ hay ông ta cũng giống như ông Trọng nghỉ hưu ở độ tuổi 76, được cho thêm một ngoại lệ và nghỉ hưu ở độ tuổi 77? Còn với chức danh Thủ tướng, vị trí Thủ tướng thường rơi vào Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhiệm kỳ 2007-2016 bị loại vì bị kỷ luật. Trong số 6 người còn lại có độ tuổi dưới 65, 2 người có khả năng được chọn bao gồm Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng từ năm 2016 và hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, dường như đáp ứng được tiêu chuẩn lựa chọn, và Nguyễn Văn Bình, trưởng ban kinh tế Trung ương. Một lựa chọn có thể khác là tái cử Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, xin lỗi các bạn, Nguyễn Xuân Phúc, người đã phục vụ một nhiệm kỳ. Ông Phúc sẽ ở độ tuổi 66 vào Đại hội 13 và vì vậy nếu tái cử ông phải được chấp thuận là trường hợp ngoại lệ. Còn về chức danh Chủ tịch nước, nếu Vương Đình Huệ được chọn làm Thủ tướng, 5 người còn lại sẽ là ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch nước. Tiêu chuẩn cho vị trí này bao gồm kinh nghiệm sâu trong chính phủ. Vì vậy có 2 ứng viên có thể cho vị trí này, đó là Tô Lâm và Phạm Bình Minh. Tô Lâm hiện là Bộ trưởng Bộ Công an, có thể theo bước người tiền nhiệm Trần Đại Quang, người từng là Bộ trưởng Bộ Công an trước khi là Chủ tịch nước. Phạm Bình Minh, người sẽ hoàn thành 2 nhiệm kỳ ở chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao và sẽ rời khỏi vị trí này. Sự nghiệp của ông Minh gắn với Bộ Ngoại giao và là Phó Thủ tướng. Ông Minh, người nói thạo tiếng Anh, được coi là một ưu điểm được biết đến trên trường quốc tế. Còn với chiếc ghế của Chủ tịch Quốc hội, nếu những vị trí nói trên đã tìm được người thì sẽ còn lại 5 ủy viên Bộ Chính trị còn lại đủ tiêu chuẩn để chọn vào vị trí Chủ tịch Quốc hội. Bây giờ câu hỏi về đại diện nữ giới được đặt ra và chỉ có một lựa chọn là bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương. Một khả năng khác là tái bổ nhiệm đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người đã phục vụ đủ một nhiệm kỳ, nhưng bà Ngân sẽ ở độ tuổi 66 vào Đại hội 13 và để được tái bổ nhiệm, bà Ngân sẽ cần được chấp thuận là người ngoại lệ. Số lượng ủy viên Bộ Chính trị. Như đã đề cập ở trên, Đại hội 12 đã bầu chọn 19 ủy viên Bộ Chính trị, con số này đã giảm xuống còn 14 do có người mất, người bị khai trừ và người bị bệnh. Nếu 8 người còn lại phải nghỉ hưu do quá độ tuổi 65, sẽ chỉ còn lại 6 người cho 4 vị trí cao nhất. Điều này gợi ý nhất một người quá tuổi 65 sẽ được cho là độ tuổi ngoài quy định, đó là ngoại lệ. Và kể từ Đại hội 4 của năm 1976, số lượng con số ủy viên Bộ Chính trị thường từ 13 đến 19.
Con số trung bình là 16 người, mà theo một số đảng viên thì đây là không bền vững vì sẽ có khả năng về ngang bằng phiếu bầu. Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với một quyết định chính về chuyển giao thế hệ. Nếu số lượng người trong Bộ Chính trị vẫn được giữ ở con số 19, điều này có nghĩa là 12 người mới sẽ được bầu vào. Nếu con số người trong Bộ Chính trị giảm xuống còn con số 15, 8 người mới sẽ được bầu vào. Và một điều rất là quan trọng đó là nhân tố Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc theo dõi chặt hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ. Đại sứ Trung Quốc và các nhân viên cao cấp của Đại sứ quán Trung Quốc đã nói với Việt Nam về những lựa chọn của họ cho các vị trí lãnh đạo của Việt Nam. Việc này thường được làm dưới hình thức gợi ý chỉ ra rằng có một lãnh đạo quá thân Mỹ, trường hợp như Phạm Bình Minh trong quá khứ, hoặc không thiện cảm với Trung Quốc. Vậy Trần Quốc Vượng đứng đầu trong quan hệ với Trung Quốc, đánh giá dựa vào tiểu sử của ông Vượng kể từ khi ông trở thành thường trực Ban Bí thư vào tháng 3 năm 2018 và người kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Quan điểm của ông Vượng có thể được miêu tả là thực tế, thống nhất với khuôn khổ chính sách của Đảng là hợp tác và đấu tranh. Ví dụ, vào tháng 1 năm 2020, ông Vượng đã tiếp trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay. Ông Vượng đề nghị các bộ ngành địa phương cả hai nước tăng cường hợp tác thực tế và hiệu quả trên mọi lĩnh vực để chào mừng ngày kỷ niệm. Ông nói rằng Việt Nam sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, làm sâu thêm các trao đổi hợp tác có lợi cho người dân hai nước. Tuy nhiên, hơn cả lời nói lịch sự, ông Vượng đã nói đến những khó khăn và nhiều thách thức mà hai nước đang đối mặt. Ông kêu gọi sự phát triển các mối quan hệ truyền thống theo cách có kết quả, bền vững và lành mạnh, đồng thời gợi ý rằng hai bên nên bắt tay để tìm ra giải pháp thỏa đáng để giải quyết hợp lý những bất đồng qua các biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Giáo sư Cạ Thê Ơ là giáo sư danh dự và là thành viên thỉnh giảng của Trường Nhân văn và Khoa học Xã hội Đại học New South Wales tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra. Ở Đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra nghị quyết số 244 loại hết các đối thủ quá tuổi và chỉ để lại một trường hợp đặc biệt quá tuổi làm Tổng Bí thư, chính là ông. Theo quy định này thì Bộ Chính trị chỉ giới thiệu một người, các người khác nếu được Đại hội giới thiệu sẽ phải qua mấy vòng xét loại. Đương nhiên, ông đang là Tổng Bí thư thì ban Bộ Chính trị thuộc quyền của ông và việc ông là người do Bộ Chính trị giới thiệu là đương nhiên. Lý do phải để một người ở lại để giữ sự ổn định nội bộ và sắp xếp nhân sự kế thừa cho đại hội sau, đại hội 13. Nhưng sắp đến đại hội 13, ông Trọng đưa ra nghị quyết 214 thay thế. Nghị quyết 214 này khiến cho những ai quá tuổi đều có cơ hội ở lại Bộ Chính trị. Vậy thì, cái lý do mà ông Trọng ở lại khóa trước để làm nhân sự là sự bịp bợm hay là sự thất bại của ông ta? Rõ ràng, nếu cứ bê nguyên các ông quá tuổi ở lại khóa sau thế này, còn gì là làm nhân sự nữa, tức ông Trọng chả làm gì mới. Vậy mà mấy năm trời ở khóa 12, ông cứ luôn nhấn mạnh phải lựa chọn thế này, phải sàng lọc thế kia, tìm người phải tinh mắt, rốt cục là những gương mặt cũ mềm như Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng là ứng cử viên của các chức vụ chủ chốt. Nếu những gương mặt cũ quá tuổi ấy là ứng cử viên, rõ là ông Trọng đã thất bại ở trách nhiệm lớn nhất của Tổng Bí thư, không xây dựng được đội ngũ mới mà phải lần nữa phá luật đưa hết nhân sự quá tuổi ra ứng cử chức vụ chủ chốt. Hoặc ông đã lừa bịp hứa hẹn mình ở lại để lo việc đó, nhưng ông chẳng làm gì, kệ cho mọi thứ diễn ra đến đâu thì đến. Đào tạo đội ngũ kế cận, cụm từ thường được nhấn mạnh này, mang lại kết quả ra sao? Chẳng có gì cả, kế cận Tổng Bí thư là ông Trần Quốc Vượng ngót nghét 70 tuổi, kế cận Thủ tướng chính là Thủ tướng đương nhiệm và ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Hai ông đều đã quá tuổi và thậm chí ông Trương Hòa Bình chỉ giỏi về chuyên chính, bắt bớ, không một chút nào hiểu biết về ngoại giao, kinh tế. Đào tạo kế cận chức Thủ tướng mà hai Phó Thủ tướng chuyên về kinh tế như Vương Đình Huệ, Hoàng Trung Hải đều bị đẩy biến đi. Để lại đúng một mình ông Trương Hòa Bình ở vai trò Phó Thủ tướng thường trực, như thế là chuẩn bị cái gì?
hay là chuẩn bị kiểu ép vào thế không có ai khác thì ông Trương Hòa Bình là ứng viên duy nhất, không được chức thủ tướng thì cũng phải được chức chủ tịch nước. Thực sự, ông Trọng lần này về hưu, ông đưa cả lớp quá tuổi về theo, xây dựng một đội ngũ chủ chốt là những người còn ở trong độ tuổi Bộ Chính trị. Đó mới là thành công của ông, như thế vừa giữ được vai trò người đặc biệt, vừa giữ được truyền thống, điều lệ của Đảng. Người ta thấy ông nói được và làm được, giữ đúng lời. Uy tín của ông Trọng xuống đến mức ông Trương Tấn Sang đã về hưu, nhưng ông Sang hiên ngang đưa ra một danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị, kèm theo luôn cả chức vụ cho các vị trí này ở khóa 13. Hành động của ông Sang khác nào nói với ông Trọng đã quá kém, quá lúng túng, không biết sắp nhân sự, buộc lòng người khác phải đưa ra danh sách định hướng cho ông Trọng dựa theo. Ông Trọng có thể không nghe theo ông Sang được không? Cái này khó bởi ông Tư Sang có một đội ngũ đàn em rất đông người Hà Tĩnh mà ông đã cài vào trong Trung ương khóa 12 cùng với lực lượng truyền thông hùng hậu có thể gây áp lực dư luận. Ông Tư Sang còn có mối quan hệ rất sâu với Trung Quốc và Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Nếu kỳ bầu cử ở Mỹ tháng 11 này mà chính quyền Hoa Kỳ rơi vào tay Đảng Dân Chủ, mối quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc nồng ấm trở lại, chắc chắn Tư Sang sẽ không chỉ là lợi thế từ đám đàn em trong nước mà còn có cả trợ lực từ Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng nếu vẫn ông Trung tái cử thì phe của Tư Sang sẽ mất đi sự trợ giúp từ Đảng Dân Chủ cũng như sự trợ giúp của Trung Cộng cũng kém đi, vì Trung Cộng còn phải lo đối phó với những chiêu thức quái đản khó lường từ ông Đô La Trung. Lúc ấy, Nguyễn Xuân Phúc là người dễ dàng thuận lợi qua những thái độ khi Phúc gặp Trung và tập trước kia. Người ta dễ thấy thái độ của CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã thế nào và thái độ đó đem lại gì. Tuy nhiên, thì lợi đến tận lúc Hoa Kỳ có kết quả bầu cử Tổng thống rồi dựa vào đó chọn ai trong số các vị quá tuổi để phù hợp với tình hình, có lẽ muộn để chuẩn bị cho Đại hội Cộng sản khóa 13. Để thoát khỏi mang tiếng là bịp bợ mượn tiếng làm nhân sự rồi ở lại, hoặc tiếng yếu kém dẫn đến thất bại, không biết chọn nhân sự thế nào khiến cho người khác phải gà bài đưa cho, thiết nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng mạnh dạn thẳng tay theo điều lệ của Đảng. Tất cả những ai quá tuổi đều phải về hưu hết. Những nhân sự còn trong độ tuổi sẽ là ứng cử viên cho chức chủ tốt chốt khóa 13. Tùy thuộc vào tình hình quốc tế, những người này sẽ đưa ra quyết sách đường lối phù hợp ứng phó với tình hình quốc tế diễn ra sau này. Những người ở độ tuổi trong quy định khi đảm nhiệm vào vị trí chủ chốt, chắc chắn họ sẽ nhớ đến ông hơn. Những người kế cận họ cũng cảm thấy yêu mến ông vì họ còn thấy được tương lai và phấn đấu. Còn cứ để cho ba ông Vượng, Phúc, Trương Hòa Bình đảm nhiệm tiếp khi quá tuổi thì trường hợp đặc biệt quá tuổi khóa trước chả còn có gì gọi là đặc biệt. Đó chỉ là sự khôi hài vì làm tiền lệ cho khóa sau đẻ ra mấy trường hợp đặc biệt quá tuổi nữa. Chưa kể với thực lực sân sau thì ông Trần Quốc Vượng khó có thể tạo được thế lực gì ở khóa 13 nếu ông làm Tổng Bí thư. Trái lại, những kẻ quyền biến, tham vọng và mạnh mẽ như Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình mới là những kẻ tạo được ảnh hưởng và thế lực cho họ ở khóa 13. Những yêu sách đề nghị của Trương Tấn Sang về nhân sự chủ chốt lần này và những yêu cầu chuyển người này đưa người kia xử người nọ ở những lần trước là quá tự tin và ngạo mạn. Tổng Bí thư còn đó không biết làm gì hay sao mà phải để cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hướng dẫn. Đến Trung ương 12 vừa qua, người ta đã hoài nghi về khả năng của ông Trọng. Có lẽ cùng với sự hoài nghi về năng lực kiểm soát tình hình của ông Trọng về sắp đặt nhân sự khóa 13, họ phải tìm tới một chỗ dựa mới là ngài cựu chủ tịch đầy năng động Trương Tấn Sang. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.